Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là các xe truck cứu trợ từ ở khu vực biên giới của Ai Cập đã băng qua dải Gaza. Bản tin mới nhất từ Cairo cho biết thì những cái chuyến xe đầu tiên hỗ trợ nhân đạo đã được gửi tới dải Gaza kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, đã di chuyển qua khu vực biên giới của Ai Cập vào ngày thứ Bảy, vài ngày sau khi mà có những cái vận động ngoại giao để mà tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo tại đây. Phía Liên Hợp Quốc cho biết là 20 chiếc xe truck bao gồm tất cả những cái vật dụng trong đời sống và thực phẩm cũng như thuốc men đã được nhận được bởi cái hội Hồng Nguyệt của Palestine. Và một nhóm Palestine ở tại Hamas, nơi kiểm soát ở dải Gaza, nói rằng việc hỗ trợ này bao gồm cả thuốc men lẫn một số thực phẩm. Và đây được xem là con trục lộ chính gọi là Rafah, là trục lộ chính đi ra từ dải Gaza cho tới khu vực của Ai Cập và biên giới Ai Cập, và nơi đang có khoảng 2.3 triệu người đang sinh sống. Các giới chức cho biết là ít nhất có 100 chiếc xe truck trong một ngày cần tới dải Gaza để hỗ trợ những cần thiết, và trong đó bao gồm luôn cả mức độ và cái khả năng họ có thể làm được. Đây được xem là hỗ trợ nhân đạo đầu tiên tại dải Gaza kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Đó là lời phát biểu của người đứng đầu cái chương trình nhân đạo của Liên Hợp Quốc là Martin Griffiths đã đưa ra trong một bản statement. Tôi cảm thấy tin rằng là việc phát triển này nó sẽ là nỗ lực của cộng đồng quốc tế để cung cấp các nguồn cần thiết như là thực phẩm, nước và dụng cụ y tế cũng như là các cái nhiên liệu. Và phía Do Thái đã gần như phong tỏa toàn bộ khu vực này sau khi mà họ mở các cuộc không tập để đối phó lại với cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tây tháng 10. Và Rafah là con đường băng ngang qua khu vực của dải Gaza và biên giới của Ai Cập, và điều này cũng dẫn tới một cái vấn đề mà phía Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng có thể sẽ không có đủ tất cả cái nguồn cung cấp cho phía của dải Gaza nếu như mà không có sự hỗ trợ của quốc tế. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới biến chuyển ở tại dải Gaza. Trước đó thì ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres đã viếng thăm biên giới vào ngày thứ Sáu và đã thúc đẩy cái việc mà hỗ trợ cái cho những người và Palestine cũng như những người bị kẹt lại ở dải Gaza, và đòi hỏi Do Thái là phải làm việc để có thể bảo đảm con đường hỗ trợ nhân đạo này. Đây được xem là những biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của dải Gaza. Cùng một lượt thì phía của Do Thái cho biết là họ đang tập trung phá hủy tất cả những cái xào huyệt của Hamas bất kể lời kêu gọi là ngừng bắn. Bản tin mới nhất cho biết trong một cái tour tới khu vực phía nam của Do Thái vào ngày thứ Năm và gia tăng rất nhiều những cái việc chuẩn bị và tràn quân vào dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là ông Joab Gallant đã lên tiếng cam kết rằng sẽ tiếp tục đạt tới chiến thắng và loại trừ nhóm Hamas. Chúng tôi sẽ tập trung và tất cả lực lượng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ hoàn tất sứ mạng của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông Gallant đã đưa ra. Và những gì mà diễn ra thì Do Thái đang chuẩn bị để tràn vào dải Gaza. Việc này dẫn tới việc mà phía của Hamas đã trả tự do cho hai con tin Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, với hy vọng là có thể mua thêm thời gian trước khi mà lực lượng Do Thái tràn vào đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Do Thái ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã lên tiếng kêu gọi Hamas trả tự do ngay lập tức cho tất cả những con tin, trong đó bao gồm luôn 10 công dân của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã kêu gọi Hamas là trả tự do cho tất cả con tin và nói rằng còn có 10 công dân Hoa Kỳ vẫn chưa được xác nhận. Và một cách rất đơn giản, các con tin cần phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Và chúng tôi đang có mặt ở đây và chúng tôi sẽ tiếp tục cái vị trí này. Và tôi có thể nói rằng là chúng tôi sẽ không nhận bất kỳ một cái gì mà phía Hamas nói rằng giá trị. Và lời phát biểu của ông đưa ra sau khi mà có 2 con tin đã được trả tự do từ nhóm Hamas. Chúng tôi ra hoan nghênh việc trả tự do của họ và chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả những cái cần thiết và gửi những người này về gia đình của họ, những người mà đang chờ đợi họ. Và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc cho những công dân Hoa Kỳ vẫn còn bị mất tích trong cuộc chiến này. Ông Blinken cho biết như trên. Ông nói rằng 10 công dân Hoa Kỳ vẫn chưa được xác nhận là có bị bắt giữ bởi nhóm Hamas hay không. Một nguồn tin được cho biết là, đây là truyền hình Fox, là trong số một công dân, các công dân Hoa Kỳ có cả một người mẹ và một người con đã được trả tự do với tính chất nhân đạo từ nỗ lực của Qatar. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực ở Trung Đông ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Tổng thống Ai Cập là ông El-Sisi đã bác bỏ người tị nạn ở Palestine.
Tổng thống của Ai Cập là ông Abdel Fattah el-Sisi đã đoán chắc rằng chính quyền của ông sẽ từ chối những người tị nạn của Palestine đào tị đựng từ dải Gaza tới Ai Cập. Hàng trăm ngàn người Palestine ở tại dải Gaza đang di chuyển xuống phía nam và gần biên giới của Ai Cập và khu vực của dải Gaza, nơi mà có đông đảo những người Palestine sinh sống tại đây. Tuy nhiên, thì Ai Cập sẽ không cho phép bất kỳ một người Palestine nào băng ngang qua lãnh thổ của họ hoặc tái định cư ở khu vực gọi là bán đảo Sinai. Và ông el-Sisi cho biết rằng điều này là cái cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Palestine, và không và nếu như không giải quyết thì người Palestine có thể bị buộc phải rời khỏi quê nhà của họ và đi đào tị ở nơi khác. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất của Tổng thống Ai Cập sau khi mà bùng nổ cuộc chiến tại Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của trường quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì ông Joe Biden sẽ tiếp đãi tất cả các lãnh đạo của phi châu ở cái cuộc hội nghị thượng đỉnh vào ngày 3 tây 11. Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp đãi tất cả các lãnh đạo từ các quốc gia ở Nam Mỹ và kể cả ở Phi Châu vào ngày 3 tây tháng 11 ở tại Tòa Bạch Ốc, nơi mà Hoa Kỳ đang tái xác nhận lời cam kết là sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và có những cái chính sách về di dân theo tương trình của Tòa Bạch Ốc đưa ra vào ngày thứ Sáu. Trong cái tổ chức có tên gọi là American Partnership for Economic Prosperity, tức là một cái đối tác của Hoa Kỳ và làm cho nền kinh tế thịnh vượng, thì ông Biden đồng thời cũng sẽ cam kết là sẽ gia tăng rất nhiều những nỗ lực của Hoa Kỳ để mà thúc đẩy nền kinh tế ở khu vực. Trong đó, lời phát biểu của Karen Jean-Pierre đã đưa ra trong một bản statement, và điều này có nghĩa là ông Joe Biden đã bắt đầu tập trung lại cái sân sâu của Hoa Kỳ vốn đang bị Trung Quốc thao túng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, thì ông Biden tuyên bố rằng cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái là một phần đã ngăn chặn một cái thỏa thuận lịch sử với Saudi Arabia. Ông Tổng thống Joe Biden trong ngày thứ Sáu nói rằng ông nghĩ Hamas có động cơ tấn công Do Thái là một phần để ngăn chặn quốc gia này bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia. Một trong những lý do mà Hamas đã tấn công Do Thái bởi vì họ biết được rằng chúng tôi đã ngồi xuống với lại chính quyền của Saudi Arabia. Ông Joe Biden đã phát biểu trong một cái buổi gây quỹ, và ông Tổng thống này đoán chắc rằng ông nghĩ việc lực lượng dân quân Hamas đã thực hiện cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 bởi vì họ muốn ngăn cản Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái và thừa nhận đất nước Do Thái. Và Jerusalem và Riyadh trong thời gian gần đây đã tiến gần tới việc bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao, và chính quyền của Joe Biden đang tìm cách đưa hai quốc gia này có thể bình thường hóa trở lại và loan báo vào tháng 9 trong cái hội nghị của khối G20 tại Ấn Độ trong lúc mà ông ta có mặt tại đây. Trong khi đó thì thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu cũng đã gặp gỡ ông Biden bên lề của cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 và nói với ông ta: tôi nghĩ rằng dưới lãnh đạo của ông Tổng thống, chúng ta có thể có được một cái lịch sử hòa bình giữa Do Thái và Saudi Arabia. Chính quyền của Saudi Arabia đoán chắc rằng họ sẽ bảo vệ và gia tăng tất cả quyền lợi của người Palestine là một phần trong thỏa thuận với Do Thái, và thỏa thuận này đã được thông qua các cái ngã ngoại giao. Và trong đó, nếu như Saudi Arabia mà thừa nhận Do Thái và chấp nhận Do Thái, có nghĩa là rất nhiều những quốc gia Ả Rập khác sẽ làm theo, và điều này sẽ thừa nhận chính thức vai trò và cái quốc gia Do Thái. Tuy nhiên thì cuộc tấn công của Hamas đã phá vỡ tất cả những chuyện này và khiến cho mọi thứ đã bị ngưng lại. Đây được xem là một trong những cái lý do mà ông Joe Biden cho rằng là Hamas đã cố tình tấn công vào lãnh thổ Do Thái để gây ra cuộc xung đột lớn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, gần 70% binh sĩ của Hoa Kỳ bị bệnh béo phì và có vẻ nặng cân hơn. Đó là bản thăm dò mới nhất. Gần 7 trong số 10 binh sĩ của Hoa Kỳ đang duyệt xét việc gọi là phải giảm cân bởi vì tình trạng béo phì và nặng cân đã diễn ra trong hàng quân đội của Hoa Kỳ. Trong một cuộc thăm dò mới nhất của American Security Project, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại Washington, trong đó cho thấy rằng là lực lượng binh sĩ Hoa Kỳ theo tường trình của tờ New York Post được 68% của họ đã không ngăn chặn được các chất calorie dẫn tới tình trạng béo phì và nặng cân, và dưới cái điều trị và không có tập luyện nhiều. Và đây được xem là bản thăm dò mới nhất. Cuộc thăm dò này công bố số lượng của các binh sĩ bị béo phì đã gia tăng từ 10.4% năm 2012 lên tới 21.6% mỗi một năm và chia đều ra. Và trong đó thì phía của cái bản báo cáo này cho biết là lực lượng binh sĩ Hoa Kỳ dường như là đã bắt đầu có những cái thực phẩm được xem là dẫn tới tình trạng béo phì và nặng cân hơn. Một trong những giới chức hàng đầu của giới quân sự đã báo cáo với Quốc hội vào tháng 4, bao gồm cả lục quân, hải quân và không quân, nói rằng họ đã không đạt được mục tiêu
để giữ được cái thân hình của các binh sĩ trong năm nay. Và lực lượng lục quân cho biết là họ đang có thiếu khoảng 15.000 binh sĩ năm 2022. Và trong đó thì so với tài khoá của năm 2023, gần 55.000 người đã được thuê mướn vào giới quân đội. Trong khi đó thì phía không quân đã không đạt được mục tiêu là 2.700 người được thuê mướn, và phía hải quân đã không đạt được mục tiêu là 7.450 người đã được thuê mướn vào quân đội. Bản báo cáo này đưa ra cho thấy rõ ràng là đang có một cái biến động ở trong giới quân sự của Hoa Kỳ, và có rất nhiều những vấn nạn, kể cả việc mà không đủ việc chiêu mộ thêm các binh sĩ cho các cái ngành không quân, lục quân cũng như là ngành hải quân của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, sở thuế bắt đầu rượt vào các triệu phú và thu hồi ít nhất là 160 triệu Mỹ Kim tiền thuế. Bản tin mới nhất cho biết thì sở thuế của liên bang trong ngày thứ sáu đã thu hồi được khoảng 160 triệu tiền thuế trong năm nay, sau khi mà họ tìm cách rượt đuổi tất cả những nhà triệu phú đã không trả thuế. Cơ quan này cho biết họ đã tìm cách thu hồi tiền thuế ít nhất là từ 1.600 người trả thuế, những người có lợi tức trên 1 triệu Mỹ Kim và thiếu khoảng 250.000 tiền thuế. Trong đó gần như là có 100 người trường hợp đã được thu lại được khoảng 122 triệu, theo tường trình của đài CNN cho biết. Và sở thuế IRS vào đầu năm nay nói rằng họ đã mang lại được khoảng 38 triệu Mỹ Kim từ 175 người có lợi tức cao, và trong đó tổng số tiền mang tới lên tới 160 triệu Mỹ Kim. Đây là nỗ lực của sở thuế dựa trên cái đạo luật vào năm ngoái gọi là Inflation Reduction Act. Trong đó thì họ đã bắt đầu tìm cách rượt những triệu phú, tức là những người có lợi tức trên 1 triệu Mỹ Kim, đã tìm cách tránh né thuế. Đó là lời phát biểu của ông ủy viên của sở thuế là Danny Welfare đã nói với các thông tấn viên vào ngày thứ sáu. Và riêng trong một trường hợp thì có một nhà triệu phú đã được lệnh là phải trả trên 15 triệu Mỹ Kim tiền thuế, sau khi ông này đã nhiều năm tìm cách tránh thuế và tìm cách gọi là khai thuế và khấu trừ thuế. Trong đó tổng cộng là có một tòa building mansion 51.000 square feet có đầy đủ tất cả, và ông ta sinh sống một cách thoải mái, tuy nhiên lại không trả thuế. Và một triệu phú khác đã nhận tội vào tuần trước sau khi ông này đã tìm cách tránh khoảng 670.000 tiền thuế từ cái mối thương mại của ông ta, và chi ra 110.000 cho vấn đề cá nhân và 502.000 cho vấn đề cờ bạc. Tuy nhiên thì 160 triệu tiền thuế thu được này đã được xem là nó còn thấp hơn so với con số mà 688 tỷ Mỹ Kim tiền thuế đã không thu được trong năm 2021. Đây được xem là một trong những cái chiến dịch mới của sở thuế nhằm truy bắt những kẻ trốn thuế mà triệu phú đã không có nộp đầy đủ thuế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, luật ban lệnh cấm bán súng tấn công của California đã bị xem là vi hiến. Bản tin mới nhất cho biết một quan tòa liên bang ngày thứ năm tuyên bố là California ban hành luật cấm các loại súng tấn công là điều vi hiến, và nói rằng việc cấm này đã đi sai với lại cái bản tu chính năm 1989 nhắm vào tất cả những cái loại súng tự động, và không thể hủy bỏ cái quyền này bởi tối cao pháp viện vào năm ngoái khi mà họ gia tăng cái quyền hạn của người sở hữu súng. Bản tin mới nhất cho biết thì quan tòa có tên là Roger Benitez đã đưa ra phán quyết và thách thức với những kẻ mà gọi là vận động chống lại súng đạn, trong đó nói rằng việc mà ban lệnh cấm của California bao gồm các loại súng được xem là súng trường như là AR-15 là vi phạm vào cái tu chính án số 2 của Hoa Kỳ về quyền sử dụng và quyền sở hữu các loại súng. Và Benitez chỉ ra cho thấy là những luật này và yêu cầu là phải chấm dứt cái luật này trong vòng 10 ngày. Bộ trưởng Tư pháp của California là Rob Bonta, một thành viên của Đảng Dân chủ, trong bản statement nói rằng ông ta đã cảm thấy bất mãn với lại quyết định của quan tòa và nói rằng quyết định này đã gây nguy hiểm. Vũ khí của chiến tranh không có cơ hội để xuất hiện trên đường phố của California. Đó là lời phát biểu của ông Bonta đưa ra. Và trong khi đó thì tối cao pháp viện vào năm ngoái cũng đã hủy bỏ một cái luật giới hạn tất cả những loại súng ở tại New York. Và trong quyết định này thì tiểu bang New York đã ra lệnh cấm các loại súng trường, và khiến cho một hiệp hội ở tại đây là hiệp hội súng trường và súng ngắn đã nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện và nói rằng
Tất cả những đạo luật mà giới hạn và nghiêm cấm những loại súng này là điều vi hiến. Đây được xem là một trong những cái cuộc tranh luận về pháp lý trong việc sở hữu súng đạn. Tiểu bang California đang tìm cách giới hạn tất cả những loại súng mang tính chất là tấn công, tức là những loại súng mà có thể có khả năng bắn từ xa và với cái mức độ là tốc độ cao và cũng như là có những cái băng đạn nhiều. Và trong đó họ cho rằng những loại súng này gây nguy hiểm cho xã hội của California. Tuy nhiên thì quan tòa Benitez được bổ nhiệm bởi Tổng thống Bush trước đây nói rằng quyết định mà đưa ra cái đạo luật này là đã vi phạm trầm trọng vào tu chính án số 2, cần phải bị hủy bỏ. Trước đó năm 2021 thì thành phố San Francisco cũng đã ban lệnh hủy bỏ một cái luật súng mà thành phố này đưa ra sau khi mà nó, phía của tối cao pháp viện cho rằng luật này đã đưa ra và đã vi hiến. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của California ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đảng No Label đã nộp đơn kiện trong vấn đề gọi là để tên của họ trên lá phiếu bầu. Bản tin mới nhất cho biết thì một cái phong trào chính trị là No Label đã nộp đơn kiện ở tại California, ở tại Arizona, và cái tổng bí văn phòng của Arizona là Adrian Forte, sau khi mà để cho các ứng cử viên mà ra ứng cử nằm ở cái banner thứ ba là gọi là Third Party. Và đơn kiện này đã được nộp vào ngày thứ sáu ở tòa án ở Phoenix, trong đó cáo buộc rằng ông Fonte, tức là một thành viên của đảng Dân Chủ và là tổng lý văn phòng của tiểu bang, đã cố tình buộc các đảng thứ ba nằm ở cái mức cuối cùng. Và điều này rõ ràng là một cái sự bất công và vi phạm vào cái quyền hiến pháp của họ. Đảng No Label hiện nay là một cái đảng trung tả, và trong hai năm qua họ đã thúc đẩy rất nhiều tên của họ có mặt trên lá phiếu bầu, và đảng này cho biết họ sẽ tìm cách gọi là để đưa ra một ứng cử viên có thể thu hút được cái phiếu của cả lưỡng đảng, hoặc Cộng hòa và Dân chủ. Và ở Arizona hiện nay thì là nằm trong số 11 tiểu bang đã đồng ý để tên của đảng No Label trên lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử năm 2024. Và trong đó thì ông nơi đây là nơi mà ông Joe Biden chỉ thắng có khoảng 11.000 lá phiếu năm 2020, gần như là dưới 0.5%, và ông ta đã thắng rất ít ở tại đây. Và đảng Dân chủ e ngại rằng đảng No Label khi mà đưa người ra tranh cử sẽ chia phiếu của họ, do đó họ dùng đủ mọi cách để cản trở cái tên của đảng No Label trên lá phiếu bầu. Đó là một trong những cái lời phát biểu của Benjamin Chavis Jr., được xem là một trong những người đồng sáng lập công việc của cái đảng No Label. Và điều này rõ ràng là phía của đảng Dân chủ đang có những cái trò gọi là sử dụng cái kỹ thuật pháp lý để ngăn chặn tên của đảng No Label ở trên lá phiếu, hoặc là đẩy họ xuống ở cái góc không nhìn thấy. Larry Hogan được xem là cựu thống đốc của tiểu bang Maryland thuộc đảng Cộng hòa, người đồng thời cũng là đồng sáng lập của cái tổ chức No Label, cho biết là đảng này đang tìm cách làm mọi thứ để có thể tên của họ có trên phiếu bầu ở 50 tiểu bang. Đây được xem là một trong những cái đơn khởi kiện mới nhất nhắm vào tổng lý văn phòng của tiểu bang Arizona, một thành viên của đảng Dân chủ đang tìm cách gọi là giảm đi cái tầm ảnh hưởng của No Label khi mà họ để tên No Label trong lá phiếu là một Third Party, tức là một cái khung thứ ba. Và điều này nó làm cho mọi người bị confused và hoang mang, không biết được là đảng No Label nằm ở đâu ở trên lá phiếu bầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ phải dẫn đầu ở trong cái việc mà sáng tạo về trí tuệ nhân tạo trong lúc mà đang đối diện với những tiềm năng nguy hiểm. Việc phát triển về trí tuệ nhân tạo là có rất nhiều những lãnh đạo đã đặt câu hỏi về tình trạng cái kỹ thuật này đã đóng góp rất nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn chưa có một cái giải pháp nào để tránh gây tổn thương cho xã hội. Dân biểu Ted Lieu của California và Ken Buck của Colorado tin rằng là họ sẽ hoàn tất một cái khung pháp lý và hành lang pháp lý dành cho việc sáng tạo trí tuệ nhân tạo mà có thể đi trong cái hướng an toàn hơn và tránh gây tổn thương cho xã hội. Về việc mà trí tuệ an toàn, trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi tin rằng cùng một lượt AI có thể giúp rất nhiều cho xã hội và tiếp tục có những cái thúc đẩy xã hội tiến về phía trước. Ông Lieu đã phát biểu trong một cái cuộc phỏng vấn vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, và chúng tôi muốn người dân Hoa Kỳ và dân chúng Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu trong vấn đề phát triển về trí tuệ nhân tạo, và cùng một lượt chúng tôi cần phải có những cái khung luật pháp nhằm giới hạn tất cả những cái gây tổn thương cho người dân từ cái trí tuệ nhân tạo. Và để chấm dứt điều này, các nhà luật pháp lên tiếng và cho biết rằng họ cần rất nhiều những cái hành lang về pháp lý để chắc chắn rằng việc sáng tạo trí tuệ nhân tạo cần phải có một cái giải pháp tốt hơn. Vào tháng 6 thì phía Quốc hội đã giới thiệu một cái dự luật có tên gọi là National AI Commission Act, trong đó là thành lập một cái panel gồm lưỡng đảng và các chuyên gia được bổ nhiệm bởi tổng thống và các nhà lãnh đạo trong quốc hội của cả hai đảng để tìm cách giảm đi tất cả những cái tiềm năng nguy hiểm và những cái thách thức
mà AI mang lại. Và sáng kiến này có thể giúp cho Quốc hội chúng tôi xác nhận được cái sự tổn thương đó như thế nào và tình trạng mà gây tổn thương như thế nào trước khi mà chúng ta có những cái luật lệ này. Ông Bớt đã cho biết như trên. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của cả lưỡng đảng và lưỡng viện Quốc hội đang tìm cách làm cách nào để Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì việc đứng đầu thế giới trong việc phát triển về trí tuệ nhân tạo, nhưng đồng thời cũng phải có những cái khung luật pháp và những cái hành lang pháp lý để ngăn chặn tất cả những cái việc sáng tạo trí tuệ nhân tạo mà gây tổn hại cho xã hội. Đây được xem là một vấn đề khá tranh cãi và cho tới giờ phút này, dường như các chuyên gia, những người sáng lập về AI và kể cả các thành viên trong Quốc hội vẫn đang bế tắc và chưa có một cái giải pháp nào đưa ra một cái hành lang tốt hơn cho việc mà phát triển về trí tuệ nhân tạo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Joe Biden đã yêu cầu ngân sách 7.4 tỷ Mỹ Kim để đối phó với Trung Quốc và xây dựng các tiền thủy đỉnh tấn công. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Joe Biden đã yêu cầu một cái ngân sách hàng tỷ Mỹ Kim để đối phó với tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc ở trên thế giới và gia tăng cái lực lượng hàng hải của Hoa Kỳ. Trong số tiền 106 tỷ Mỹ Kim yêu cầu, thì chính quyền này đã yêu cầu chi ra 4 tỷ Mỹ Kim cho việc huấn luyện quân sự đối với các đối tác ở khu vực dọc theo Indo-Pacific, tức là Á Châu, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trong chiều hướng lâu dài, và đồng thời là sẽ ngăn chặn tình trạng mà Trung Quốc đang có những cái lừa gạt về việc cho vay. Và thêm vào đó thì họ có thêm 3.4 tỷ Mỹ Kim để xây dựng một cái căn cứ mà có thể lắp ráp các cái tiền thủy đỉnh với hy vọng rằng thể gia tăng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ và của Hải quân, trong đó được xem là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Và điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tập trung vào việc gia tăng khả năng kiềm chế ở tại khu vực Indo-Pacific và hỗ trợ cho tất cả các đồng minh và đối tác của chúng ta trong nỗ lực quản trị hòa bình và ổn định tại đây. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc là ông Jake Sullivan đã đưa ra lời phát biểu như trên. Và Hoa Kỳ đang tìm cách có thêm những cái tiền thủy đỉnh tấn công là một trong những cái điều then chốt mà có thể giúp cho Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong vấn đề hải quân của thế giới. Và điều này cho thấy là phía Trung Quốc đang có những cái việc phát triển và nâng cấp hệ thống quân sự của họ, đặc biệt là liên quan tới hải quân. Và điều này cũng có thể giúp cho Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng cái khả năng kiềm chế trên các mặt biển, kể cả khu vực của Indo-Pacific. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ. Và trước đó, Hoa Kỳ đã ký một cái liên minh AUKUS với lại Anh và Úc và sẽ xây dựng một cái trung tâm đóng tiền thủy đỉnh tại nước Úc, cũng như sẽ cung cấp các cái tiền thủy đỉnh nguyên tử cho Úc để có thể tăng cường khả năng quân sự của đối tác ở trên khu vực Thái Bình Dương. Bên cạnh đó thì số tiền này cũng sẽ được nhằm huấn luyện quân sự cho những quốc gia và đối tác ở khu vực trong việc đối phó với Trung Quốc. Đây được xem là lời phát biểu của ông Sullivan đã đưa ra, và Bộ Ngoại giao đã làm việc với lại phía của giới quân sự và các cái nguồn tài trợ về quân sự này sẽ là một phần để hỗ trợ cho những đối tác ở khu vực gia tăng khả năng kiềm chế và gìn giữ trật tự ổn định trên toàn khu vực Indo-Pacific. Ông Sullivan đã cho biết như trên. Và số tiền này sẽ được đính kèm trong cái ngân sách 106 tỷ Mỹ Kim mà ông Joe Biden đã xin cho cái tài khoá ngân sách sắp tới, trong đó bao gồm 61 tỷ Mỹ Kim dành cho Ukraine, 14 tỷ Mỹ Kim dành cho phía của Do Thái và 67 tỷ Mỹ Kim dành cho biên giới Hoa Kỳ. Và số tiền này sẽ được dành cho việc mà gọi là đối phó với Trung Quốc tại Á Châu, Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, Cha Ben Yu được xem là chủ nhân của một phòng nghiên cứu sinh học bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ đã chính thức bị bắt giữ vì vi phạm các luật lệ về y tế. Phòng sinh học nghiên cứu một cách bất hợp pháp ở tại Fresno trước đây California, người chủ nhân của phòng sinh học này đã bị bắt giữ và bị truy tố là đã điều hành một cái công xưởng bất hợp pháp sau khi mà ông ta đã có những cái hành động được xem là nghiên cứu về tất cả những loại sinh học, bao gồm luôn cả cái vi khuẩn chống lại cái đại dịch và kể cả cái vấn đề gọi là thuốc phá thai, cũng như là những cái loại thuốc chủng ngừa chống HIV và cũng có một số những cái loại thuốc gọi là chủng ngừa dành cho trẻ em. Ông này 62 tuổi tên là Cha Ben Yu đã bị bắt giữ vào ngày thứ Năm sau cuộc điều tra của cơ quan FDA, tức là cơ quan kiểm soát về thực phẩm và thuốc men tại Hoa Kỳ, theo tường trình của văn phòng của DEA ở tại khu vực phía đông của California. Ông ta bị truy tố là đã có những cái hành động khai man, và truy tố này đã vi phạm trầm trọng vào cái luật về y tế của liên bang và chỉ ra cho thấy là ông ta đang có những cái hoạt động dường như là làm việc dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông này được biết với cái tên là Jesse Chu,
cùng với hai những nhân vật khác là Quan Hy và David Hy là công dân đến từ Trung Quốc và đang sinh sống tại Clovis, California, theo tường trình cho biết. Và họ đã mở ra cái phòng nghiên cứu này trong một cái warehouse và có rất nhiều những cái mẫu sinh học đã được lưu trữ tại đây một cách rất nguy hiểm. Và trước đó thì việc phát hiện này đã gây sửng sốt cho Hoa Kỳ khi mà cái loại trong cái warehouse này có rất nhiều những cái loại vi khuẩn được xem là nguy hiểm để chế tạo tất cả những cái loại chủng ngừa. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất mà phía của California và phối hợp với liên bang đưa ra sau khi phát hiện được cái phòng nghiên cứu sinh học bất hợp pháp. Và ông này được mô tả là có mối quan hệ rất mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ và của Nhật Bản đã bắt đầu có cuộc tập trận trong tháng này rất gần với đảo quốc Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì cuộc tập trận này có tên gọi là Resolute Dragon, tức là giải pháp rồng. Trong đó được quyết định là sẽ cải thiện tất cả cái cuộc tập trận của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ gọi là USMC cùng với lại lực lượng của Nhật Bản là lực lượng gọi là tự vệ dưới mặt đất ở tại khu vực gần Okinawa và nằm phía Tây. Trong đó thì lực lượng lục quân của Nhật Bản là cái lực lượng từ quốc phòng sẽ bắt đầu thực hiện cuộc tập trận này tại đảo gọi là Kyushu. Và cuộc tập trận này bắt đầu từ ngày 14 tây tháng 10 và sẽ kết thúc vào ngày 31 tây tháng 10, theo tường trình của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đưa ra. Cuộc tập trận này là lần thứ 19 được xem là huấn luyện ở trên toàn nước Nhật, và Resolute Dragon năm 2023 là bao gồm luôn việc mà họ sẽ huấn luyện cho các binh sĩ, bao gồm lục quân, hải quân và không quân, có thể hỗ trợ cho việc mà cung cấp và vận chuyển từ các cái hệ thống không quân của Nhật Bản cũng như là lực lượng quốc phòng của Nhật Bản ở trên mặt biển. Đây được xem là cuộc tập trận khá quan trọng của lực lượng của Nhật và của Hoa Kỳ nằm cách Đài Loan chỉ có 320 km ở cái quận gọi là Jilin County. Và cuộc tập trận này sẽ bắt đầu chính thức từ đầu năm 2023 với khoảng 600 binh sĩ của Nhật Bản đã tham gia chung với lại cái lực lượng của Hoa Kỳ. Và lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong một cái thông cáo báo chí đưa ra bởi đại tá có tên là Tina Torrey thì hiện nay cuộc tập trận này sẽ diễn ra tại đảo Ishigaki nằm cách Đài Loan khoảng 300 cây số mà thôi. Đây được xem là cuộc tập trận khá quan trọng nhằm gia tăng khả năng kiềm chế trên mặt biển của Nhật Bản và của Hoa Kỳ đối với việc mà Trung Quốc đã tìm cách phong tỏa bờ biển phía đông của Đài Loan, nơi được xem là có một cái cửa quan trọng ra Thái Bình Dương của Trung Quốc. Và trước đây Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách phong tỏa eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay, một công dân Việt Nam đã bị bắt giữ sau khi sát hại bạn gái của anh ta ở tại thành phố Cao Hùng. Bản tin mới nhất cho biết thì một người gốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị bắt giữ tại thành phố Cao Hùng về tội sát hại bạn gái của anh ta, cũng là một người gốc Việt, vào lúc 9 giờ tối ngày thứ Sáu. Kẻ này có 31 tuổi, có cái họ là Nguyễn, đã sinh sống trong một cái chung cư ở tại thành phố Cao Hùng. Và nạn nhân là một cô gái 27 tuổi có cái họ là Lê, đã là sinh sống trong cái căn chung cư này và chấm dứt cái mối quan hệ của cô ta với anh chàng họ Nguyễn. Và đôi bên đã có những cái cuộc uống rượu và cuối cùng thì anh ta đã đâm chết cô Lê và bằng một con dao ở trong nhà bếp. Đây được xem là một trong những vụ bạo động mới nhất của nhóm công nhân người Việt làm việc tại Đài Loan và gần như là đã có những cái cuộc xung đột. Và thường thường những người tới Đài Loan làm việc thì họ tuân thủ tất cả luật pháp của Đài Loan. Tuy nhiên vẫn có thiểu số từ phía Bắc của Việt Nam khi tới Đài Loan họ tổ chức cờ bạc, họ tổ chức dùng ma túy và ăn nhậu, thậm chí là ăn thịt chó, đã khiến cho người dân ở Đài Loan khó chịu. Và ở trong cái cộng đồng này luôn xảy ra những cái vụ bạo động thường xuyên xảy ra sau khi mà họ uống rượu hoặc là có những cái cuộc ăn nhậu thì luôn có những cái cuộc xô xát và dẫn tới tình trạng sát nhân. Đây được xem là một trong những vụ án mới nhất đang gây chú ý cho người dân ở Đài Loan tại thành phố Cao Hùng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!